Đây là cái giống OM18 mình có làm thử gia công rồi các bạn ơi. Các bạn thấy có đẹp không? Giống này giống mới luôn nha các bạn. Bông rất là to luôn. Cái giống này thì nó kháng bệnh ôn luôn các bạn ơi. Nó rất nhẹ bệnh ôn. So với đầu thịt đại thơm là nó, so với giống đại thơm 8 là nó rất là nhẹ bệnh. Nhưng mà có cái thì nó chỗ ra không có đẹp nha các bạn. Cái bông nó chỗ so le với nhau, nó không có bằng ngọn như cái đại thơm. Mình làm bên đây là giống đại thơm này các bạn. Đại thơm nó chỗ ra rất là bằng ngọn, nhìn rất là đẹp. Còn OM18 thì nó chỗ so le, nhưng mà bông rất to các bạn. Bông to lắm, dài lắm. Bông dạng bông chùm luôn á, ít lép lắm. Hạt là vô là tới cậy không à, các bạn thấy không? Hạt lúa dài thon thơm. Quăng bông luôn các bạn ơi. So với đài thơm thì nó không thua đài thơm nha các bạn. Còn cây thì mình thấy nó cũng cứng cây lắm các bạn ơi. Vụ này mình làm vụ đông xuân nè, nó cũng cứng cây lắm. Còn vụ hè thu thì mình không biết làm sao. Chứ mình thấy làm vụ đông xuân thì thấy rất là ok luôn. Bên đây là cái giống đại thông 8 của mình nè. Đại thông 8 năm nay cũng rất ok luôn các bạn ơi. Đại thông 8 thì đó giờ mình làm nhiều năm rồi thì chắc mọi người cũng đều biết hết là đặc tính của đại thông 8 rồi. Tâm đắc nhất cái đại thông 8 là rất là cứng cây. Dù có nó có ngã xuống nó cũng vẫn ngóc co cái đầu lên được. Có bị nằm mép luôn. Mình rất tâm đắc đại thông 8. Làm cái giống đại thông 8 vụ hè thu là mình khỏi lo vụ đổ ngã. Về năng suất thì nó trung bình, cũng như là cái năng suất nó rất ổn định. Có thất nó cũng thất quá mà trúng thì nó bền chứ không trúng không. Vì cái dùng của mình làm ở đây nó được tốt, thì mấy dùng mình dùng nước mặn. Nhưng mà được gì là rất là ok các bạn ơi. Đây là đại thông 8 này các bạn, rất là bằng ngọn. Đây là mình ngắt mỗi thứ 10 bông các bạn. Phía bên phải màn hình là giống đại thông 8 nha các bạn. Còn phía bên trái là OM18. Cái bông các bạn nhìn thấy không, bông nó bằng với đại thông các bạn thấy không? Đó. Bông nó không thua gì giống đại thông 8 luôn. Phía bên trái là OM18 nha các bạn, còn phía bên phải là đại thông 8. Mình cũng xin nói thêm về cái giống OM18 này. Giống OM18 này thì nó vô gạo rất nhanh nha các bạn. Nó chỗ ra nó vô gạo rất là nhanh. Vô hạt nào là chắc hạt nấy luôn. Và vấn đề lem đép hạt là thấy ít luôn. Và vi khuẩn cũng thấy ít luôn. Thì mình thấy làm vụ đông xuân này thì nó thấy là đảm bảo chất lượng rồi đó. Quá trời bông luôn, bông nẻo bông luôn, bông quăng lồng bông luôn. Thì cái vụ đông xuân này mình làm thì cái ngày chính của nó thì nó cũng ngang ngửa với thằng đại thông 8 luôn các bạn ơi. 100 ngày vụ đông xuân này mình làm là nó từ lúc mà mình gieo xạ xuống mà tới chín gặt luôn á, thu hoạch vô luôn là 100 ngày các bạn.
nó cũng bằng với thằng đài thơm luôn, đài thơm 8 luôn. Nhìn bóng thấy mê luôn. Thì mình tới tính cái năm 2020 này thì mình sẽ làm hai thứ giống, đó là cái vụ hè thu thì mình sẽ làm đài thơm 8, còn cái vụ đông xuân thì mình sẽ làm OM 18. Còn về giá cả thị trường bây giờ thu mua bây giờ thì năm nay thì có lẽ là cái giống OM 18 này mới ra, thành ra thương lái mua cái giá nó hơi thấp hơn đài thơm khoảng vài trăm đồng thôi các bạn. Tình hình lúa năm nay quá trời biến động rồi, liên tục là sụt không, không có lên. Mà cái giá OM 18 thì nó cũng lúc nào cũng thấp hơn đại thơm, thì chắc lẽ là giống mới ra. Còn đại thơm 8 thì ra lâu rồi, thịnh hành này, ra là chắc là nó hơi cao hơn là vậy. Thì mình xin nói một vài đặc điểm gì cho mọi người cùng tham khảo. Thế thì mình thấy cái giống này là rất tốt, năng suất cũng không thua đại thơm 8. Thì tùy theo vùng đất, tùy theo mỗi người canh tác thì cái năng suất nó cũng có khác nhau, chênh lệch nhau. Thì bà con mình làm thì mình tham khảo, mình tìm hiểu thêm về cái đặc tính của thằng OM18 này. Nó thì nó kháng bệnh đau ôm rồi đó các bạn. Dùng đất mình đây mình xả khoảng 10 kg một công à. Đây mình không xả dày được, xả dày dễ bị đổ ngã lắm, vì mình đất để đất chủng. Về phân bón thì nó hơi nặng phân hơn đài thơm các bạn. Thì các bạn nhớ gắn mà coi so màu lá để mình biết cách bón phân cho nó đủ lượng phân để cho nó có năng suất được tốt hơn. Nói chung giống lúa nào cũng vậy, thì cũng tùy theo người canh tác và tùy theo vùng đất mà năng suất thì nó cũng có chênh lệch với nhau. Thì mình kia xin có một vài ý kiến để cho mọi người tham khảo vậy, mình chia sẻ cho mọi người tham khảo mới như vậy. Tại vì đây là cái giống mới ra, mình thấy nó rất là tốt.